Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2020, trong chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh, đồ thờ cúng bằng gỗ, thì trong video này, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm. Đó là một cỗ ngai thờ gia tiên bằng chất liệu gỗ gụ và cỗ bài vị bằng chất liệu gỗ mita. Đây là đơn đặt hàng chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng ở Hưng Yên. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi có quay lại chi tiết tỉ mỉ từng các cái góc cạnh của bộ sản phẩm giới thiệu tới gia đình cũng như là tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang xem về mẫu ngai thờ, có thể tham khảo các cái sản phẩm của cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cỗ bài vị này chúng tôi làm với kích thước đó là dài 24, sâu 13 và cao 69, được đục tay thủ công 100%. Chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ mita. Thì cỗ bài vị này thường được khắc tên cụ tổ hoặc là bà cô ông mãnh. Chúng ta có thể kê trên cỗ ngai thờ, có gia đình thì để không. Và cái cỗ ngai thờ thì chúng tôi làm với kích thước đó là chiều dài 64, chiều sâu 46 và chiều cao là 90. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình. Và ngai thờ này chúng tôi đục đó là vành tai rồng, rồng là rồng thật, khác với cái mẫu rồng hóa ở ngai vách. Cái mẫu ngai vách thì thường chúng tôi làm giá thành nó sẽ cao hơn. Ngai thờ này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ gụ được nhập khẩu từ bên Lào. Chúng tôi vẫn hay gọi đó là gỗ gụ Lào. Bên cạnh mẫu sản phẩm ngai thờ này, chúng tôi đang còn rất nhiều các cái bộ sản phẩm ngai thờ làm bằng chất liệu gỗ mita. Hiện tại hàng đang có mộc rất nhiều tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ở La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách có thể đặt hàng online trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái mẫu sản phẩm ngai thờ cũng như là kích thước. Nếu kích thước bàn thờ nhà quý khách bé thì quý khách có thể dùng các cái cỗ ngai nhỏ hơn như này. Quý khách có thể đặt theo yêu cầu. Và nếu to hơn thì chúng tôi sẽ làm các cái ngai thờ 1,5 thước, cao 1,07 m hoặc cao 1,17 m cho quý khách. Đây là bộ sản phẩm ngai thờ gỗ gụ cộng với bài vị bằng chất liệu gỗ mita. Đây là hàng kỹ của chúng tôi. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình khách hàng. Hiện nay rất nhiều người có nhu cầu mua sắm về đồ thờ cúng thì quý khách hãy bỏ bớt chút thời gian để xem các cái video của chúng tôi. Giới thiệu tới quý vị hàng mộc cũng như là các cái quy trình chúng tôi làm sơn son thép vàng. Các video công đoạn làm đồ thờ cúng sẽ được phát trực tiếp tại kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Chúng tôi đang nhận được rất nhiều các cái đơn hàng làm cho đồ thờ cúng đình chùa, nhà thờ tư gia cỡ lớn như hoành phi, câu đối, tượng thờ, khám thờ, ngai thờ. Trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các cái mẫu sản phẩm đó là hoành phi, câu đối. Trong video này chúng tôi giới thiệu bộ sản phẩm ngai thờ cộng bài vị. Và có rất nhiều các cái mẫu bài vị khác nhau cũng như kích thước cũng khác nhau. Quý khách muốn đặt theo yêu cầu thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp về cho chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Cỗ bài vị này là chất liệu là gỗ mita. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng đã xem và theo dõi các cái video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.